khổ, lại khổ, bệnh khổ và tử khổ, bốn điều khổ hết. Thì ở quả ta bà này, chúng sanh mình xuống đây thì chịu là mượn thân tứ đại, đất nước vô lửa hợp thiệp thành có chi là bền chắc, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ, ai cũng phải chịu đồng hết. Thành Đức Phật mới dạy, hôm nay phải ráng niệm Phật đi giải nghiệp, và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Đức Phật có dạy 84.000 pháp, vào thời kỳ mạt pháp còn một pháp một là môn tịnh độ, là phương cứu cánh ráng phụng hình của vua Phật xưa. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa giải nghiệp hết bệnh, tương lai sẽ trở thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Đức Thầy có nói duyên là nửa được không duyên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Hôm nay đồng đạo của nhân duyên, hôm nay mới gặp nhau tại đây để bàn những lượng để coi chân lý. Vấn đề ngồi thiền mà niệm Phật á, là do nơi ngồi nó chưa đúng vào cái thiền. Trong thiền nó là ngoài lìa tướng là thiền, trong không toan loạn nội định nó mới đúng chỗ. Và cái tiếp là điểm chính, đó còn điểm phụ nó là do nơi thân cái tứ đại của mình đã bị cảm gió và sanh bệnh. Đó là bình thường thôi chứ cũng không đến gì quan trọng. Lúc ngồi niệm Phật mà bị nhức đầu là cái nguyên nhân nó do đâu ông hai? Nhức đầu niệm Phật do niệm mình thiếu cái chỗ chánh niệm. Nó thường niệm Phật bị vọng niệm xen vào quá chứ. Yeah. Rồi thứ hai nó thân tứ đại mình cảm gió nhập vào, thành ra chánh là niệm Phật nó không được thanh tịnh. Thứ hai là phụ là bị bệnh nhập vào là phụ, hai cái đó bị nhức đầu. Thì nên chỉnh lại vấn đề niệm Phật cho chánh niệm. Thứ hai, phụ thêm cần uống thuốc vào để cho nó cơ thể nó mạnh khỏe và được hẳn hết bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người mà hỏi câu hỏi này là cũng nói là nhiều khi mà cái người đó muốn phát tâm hay tụng kinh niệm Phật thì nó cũng như là nó trong người nó mệt mỏi, nó không cho mình tụng kinh niệm Phật, cái đó là nguyên nhân do đâu hay? Đó là theo Đức Phật có nói là cái đó là thuộc về cái những cái nhiều tiền kiếp hiện tại bây giờ mình đó, mình sát hại nó quá nhiều, cái đó là nó trở lại đeo theo để trả lại cho mình. Mà muốn hết như vậy được phải ráng cố gắng niệm Phật nè. Đức đành rằng đại thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ trời lướt lại non bồng. Đó là do như cái nghiệp của mình sinh ra, ráng niệm Phật để giải nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Quan gia là gì? Cháu biết quan gia là nhiều khi mình chưa có ăn chay được đó, cắt cổ gà rồi nó đau nhất, nó hận mà tới cuối cùng. Thứ hai nó cắt cổ đập đầu con cá rồi đó, cũng là nó hận mình vô cùng. Hôm nay mình thiếu nợ người ta, mình mới năn nỉ người ta và hồi hướng công đức cho người ta mới buông xả cho mình, thì mình mới có thể từ từ hết bệnh. Nó vậy thôi, phải ráng cố gắng nhớ chỗ đó. Dạ, vậy là quan gia nhiều đời nhiều kiếp đó. Đó, đó, quan gia nhiều đời kiếp đó là trở lại đòi mình đó. Hồi đó mình đã gây, giờ mình thiếu nợ người ta đấy. Dạ. Mình phải năn nỉ người ta và gian xin người ta hồi hướng công đức cho người ta, ta nghe được. Đó, cũng như trong lời những việc mà tôi đi hộ niệm đó cháu. Kính thưa quan gia trái chủ, như là kiếp bóng ma này sát hại các ngài của vô tình. Hôm nay xin gian xin các ngài và lòng từ bi các ngài trở lại hộ niệm cho ông. Khi ông được thành Phật rồi thì ông trở lại độ các ngài được thành Phật vậy. Các ngày mà còn đây lần thứ nhị, kính thưa quan gia trái chủ, xét kỹ là có đeo theo ông A điều hòa hai bên đều khổ hết, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ. Vì lòng từ bi các ngài như dạng lời giảng sinh của chúng tôi nên các ngài trở lại hộ niệm và độ cho ông được thành Phật rồi thì trở lại độ các ngài cũng được thành Phật vậy. Khi hai bên thành Phật rồi thì nhập vĩnh nước bàn, vĩnh viễn trường tồn, bất sanh bất diệt, không còn sanh tử luân hồi, không khổ mãi. Các ngài nghe rồi các ngài mừng và cũng làm theo những lời giảng dân của chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Có một chị này hỏi là con niệm Phật mà tánh con còn nóng tánh, vậy có lợi ích gì không? Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm Phật mình tánh nóng vậy, tham sân si chớ để trong lòng, hãy giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già hay chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo khanh, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ. Tam nghiệp thanh tịnh mới mong cầu Phật. Tham sân si chứ đừng để trong lòng, phải cố gắng niệm Phật và buông xả tất cả những tham sân si đó, trở tâm thanh tịnh
thì mới mong được kết quả đi tu hành tinh tấn. Tại sao gọi là sanh khổ, lão khổ, tử khổ, bệnh khổ không? Bị Đức Phật có nói là bệnh với tử, từ kinh chứ khổ, sanh với già, hay chữ hòa hòa, đức tí ca chữ ở lâu đại, nghiệm tứ khổ nên gạch là khanh khổ, lại khổ, bệnh khổ và tử khổ, bốn điều khổ hết. Khi ở quả ta bà này, chúng sanh mình xuống đây thì chịu là mượn thân tứ đại, đất nước vô lửa hợp thiệp thành có chi là mình chắc, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ, ai cũng phải chịu đồng hết. Thành Đức Phật mới dạy, hôm nay phải ráng niệm Phật đi giải nghiệp, và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Đức Phật có dạy 84.000 pháp, vào thời kỳ mạt pháp còn một pháp một là môn tịnh độ, là phương cứu cánh ráng phụng hình của vua Phật xưa. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa giải nghiệp hết bệnh, tương lai sẽ được thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Thì nếu như mà mình niệm Phật đó, thì mình sẽ được giải nghiệp và hết bệnh. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Giải nghiệp hết bệnh mà là thành Phật, tương lai sẽ được thành Phật luôn. Nhân mà, nhân niệm Phật hiệu quả sẽ thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, chợ niệm là gì ông hai? Trợ niệm tôi là trách nhiệm tôi là trưởng đoàn địa hội niệm ngày xưa đó. Yeah. Bị gì như cái thế này, cái người mà lúc lâm chung á, gần hốc hối, tinh thần sao sát, trí vẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Rồi một lần đến lúc lâm chung, giả của tạm theo đường của tội phước. Khi con người mà đến lâm chung hấp hối rồi đó, đâu còn nhớ, đâu còn tư tưởng, đâu còn làm chủ mình được. Cấp đó là nhờ ban hộ niệm, là tôi đi hộ niệm đây nhắc nhở người ta đó. Yeah. À, kính thưa ông A, hôm nay bệnh nhiều rồi, ông buông xả, cảnh thế gian là giả tạm, nhà cửa ruộng vườn là giả tạm, ngàn phút buông xả hết, niệm Phật mới giải nghiệp, sao cho được thành Phật. Nó như vậy, ráng cố gắng, thành ra ban hộ niệm cố gắng để hộ niệm nhắc nhở cho người bệnh nhớ Phật, niệm Phật và niệm Phật, và nhất là quan trọng, để tôi nói một chuyện này nha, để sơn qua. Ông này 73 tuổi, ông đang lăn lộn, nằm không yên. Nhưng mà điện xuống, rồi tôi đến tôi lãnh cái ca hội niệm này, là lại sám hối ba đợt, rồi nhắc nhở người niệm Phật, và phát nguyện, rồi đến năn nỉ quan gia, trái chủ, rồi các nghe được đó. Thì ông này mới nằm êm. Khi nằm êm rồi, gia đình mừng lắm. Kính thưa bác hai, sao bác hai niệm Phật nghe được, rồi sao ông êm vậy? Là năn nỉ người ta, nghiệp chướng mình đã nợ người ta nhiều kiếp á. Thì ông nghe được em nằm mưu, gia đình rất mừng, cảm ơn tôi, Nam Mô A Di Đà Phật đã vô nghiệp. Cái mục đích của ban trợ niệm là gì ông hai? Ban mục đích ban trợ niệm là giúp cho người bệnh hoạn yếu đuối sắp ra đi để độ cho người ta. Một là giải nghiệp hết rồi, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành, nhắc nhở và trợ niệm cho người ta, độ cho người ta được vãng sanh cực lạc. Trong chúng sanh nghĩ tận đu đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành của phụ Phật xưa. Đức Phật ngày xưa kia tới 84.000 pháp, vào thì còn mà pháp này còn một pháp một là môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành kẻ phụ Phật xưa, là Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm Phật giải nghiệp và tương lai sẽ được thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. À, ông hai có thể chia sẻ về phương pháp của ban trợ niệm lúc lâm chung như thế nào không hai? Thì bây giờ phải cố gắng đến đó, sắp xếp gia đình, nhiều khi người ta không biết đó. Yeah. Nhờ mình phải sắp xếp. Khi đó thì nói gia đình không nên khóc lóc trở ngại sự siêu thoát anh linh, nên bình tĩnh và hộ niệm với anh em chúng tôi, và để nhắc nhở người bệnh đặng hoài đầu trở lại, để trở về con đường đạo, ráng nhớ niệm Phật, lại Phật, niệm Phật. Có ba điều kiện: một lại Phật, thứ hai niệm Phật, ba tiểu tiện, là ba cái chân này được giải nghiệp mau, chắc chắn sẽ được thành Phật. Mình ráng hộ niệm và trợ duyên cho trong gia đình ta chưa biết được đó. Yeah. Những chương trình gì người ta không biết, mình lại sắp xếp. Đầu tiên như thế nào? Bốn là khi mà qua đời rồi á, thì có bốn cái đèn cài ly, bốn gốc. Yeah. Rồi thứ nhất nữa là ở dưới giường phải có cái đèn về trong. Đó là tục cổ mà chỉ dạy cho cái sức nóng ở dưới nó nóng lên. Đó. Kế tiếp nữa là bốn ly bông, là trà, nhất là quan trọng cái trà. Cái trà là gì? Nó rất hay lắm. Trà mà có trà rồi, nó cái hơi trà
nó sẽ đánh những cái chất độc của cơ thể của con người. Ví dụ như thường thường là 4 ly, 5 ly hoặc là 10 dĩa trà rất hay. Để hai bên, trà nó rất hay lắm, đổ cho cái bổn phận của người hộ niệm phải lo cho người bệnh. Như vậy đó, bổn phận. Cái trà đó là làm bay những cái hơi độc hả ông hai? Nó hút, trà thường nó hút á. Thì cháu biết là trà mà cháu nấu uống cháu biết rồi. Thì nó mạnh lắm, nó hút vô những cái chất độc của người bệnh á. Thì người bệnh nó khỏe liền. Bị nó bệnh nặng quá đó, rồi nó bị nóng nảy, rồi nghiệp đến rồi kia. Trà nó hút được nhiều rồi vô cái người bệnh nó khỏe khoắn. Rồi nhờ ba hồi niệm nhắc nhở đó, niệm Phật cái tỉnh táo, nhờ cái khỏe khoắn đó mà niệm Phật được yên tịnh. Đó là kết quả. Thông thường ông hai, thông thường thì gia đình mà có một người mắc á, thì lúc mà một người thân bị mắc rồi thì con thấy là khóc nhiều hơn không ạ? Đúng rồi, khóc nhiều hơn. Đây nè, bởi vì cái câu đó mà Đức Phật có nói đó, trong gian đa không nên khóc lóc, trở ngại sự siêu thoát anh linh, sự sạn giảng sanh phải không? Mà khóc quá không đi được, thành ra ông bà chịu khổ, thành ra đó là tội bất hiếu. Thành hôm nay nhờ ba hộ niệm trả lời đó, nhắc nhở. Trong gia đình nên tiếp hộ niệm với ba hộ niệm của chúng tôi, không nên khóc lóc, bình tĩnh để hộ niệm. Đó, mình phải cần nhắc chỗ đó với gia đình thông biết á. Chứ đúng ra cũng thông cảm cho người ta, cha mẹ, cha con mà, mẹ con người ta phải khóc rồi. Đó, nhưng nhờ mình. Rồi, nhắc nhở và nói người ta nghe được. Nó mềm. Tại sao Đức Phật lại không cho mình khóc khi gia đình mắc một người mắc đó không hay? Vì khi khóc thì cái tâm linh á giữa chỗ quyến liếng gia đình mẹ con cha con, thì cái tình thương nó lâu đời nhiều kiếp trở lại đó, thì hôm nay khóc thì cái vong linh đó thành quyến liếng trở lại không đi được. Thành hôm nay phải bình tĩnh để hồ niệm chung với ban hồ niệm nó mới được. Khóc lóc trở ngày sự siêu thoát linh là không đi được, không giải thoát, nó bị luân hồi mãi mãi khổ vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Gì nhưng mà không giải thoát được thì mình bị luân hồi. Yeah. Khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Những cái việc mà mình cần làm lúc trong lúc trợ niệm là những gì cần làm như thế nào không hay? Cái lúc trợ niệm cần làm thì nhất là bàn yêu cầu gia đình lên đầy đủ. Ví dụ vậy đó. Gia đình không biết tôi là bây giờ gia đình đến mời tôi đến đây, nhưng mà gia đình cũng phải những lời tôi đã nêu lên cho các ngài phải ủng hộ tôi mới được nha. Thứ nhất là nên bình tĩnh để hộ niệm tiếp tôi, chứ không nên khóc lóc và làm những chuyện gì cho cái người bệnh đó, đau khổ kia đó. Mình năn nỉ những quan gia trái chủ hoặc là nói người bệnh nghe đó, hôm nay đã bệnh nhiều rồi sẽ sắp ra đi, thì những cái tài sản của cả con cháu nên buông xả hết, không nên nhớ. Nhớ là bị quyến trở lại, mà trở lại thì luân hồi mãi mãi, thì cũng khổ trong luân hồi không còn ra được. Thành ra hôm nay phải bình tĩnh để niệm Phật, Nam Mô Phật, đi đến chỗ giải thoát, giảng sanh về cực lạc đó. Trong chúng sanh nghĩ tận đu đầu, về cực lạc mới là hải khổ, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kiểu phụ Phật xưa, ao sang báo Tây Phương đu nở, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên, hoặc là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành, nhờ pháp môn niệm Phật. Mà Đức Phật dạ tám bốn ngàn pháp, hôm nay đời một pháp còn có một pháp một là để lo tu mà dễ hành dễ đắc. Bị về cái môn tịnh độ này có tự lực và tha lực đó cháu. Rồi còn thiền thì tự lực tự tu tự đắc nha. Thời kỳ bây giờ trên Đức Phật mới dạy, thấy chúng sanh có tâm bà phước mỏng nghiệm gì chướng sâu quỳ cạn, hôm nay thành phố môn tịnh độ. Còn thời gian trước đã phước dày chướng cạn quỳ sâu, người ta tu tự lực là tu thiền đấy, tự tu tự lực tự đắc được. Còn mình giờ phước mỏng nghiệm gì chướng sâu quỳ cạn, nghiệp nặng quá đi, phải dở về phố môn tịnh độ niệm Phật, vừa niệm Phật vừa hành đạo, vừa có tự lực và có tha lực Phật A Di Đà để tiếp độ mình. Mà ngài phát 48 là đại thiện nguyện, nếu chúng sanh nào đến ngày lâm chung nhớ niệm 1-10 niệm, ngài tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc. Mà ngài không tiếp dẫn là ngài không giữ chánh đạch chánh giác, đó là lời Đức Phật Di Đà giáo chủ Tây Phương cực lạc. Còn giáo chủ của ta bà là Phật Thích Ca, có hai Phật tổ đó,
đó, Thích Ca và Phật Di Đà. Hôm nay nghe lời những lời chỉ dạy của Phật Thích Ca đó, chỉ dạy mình nên nương vào pháp môn tịnh độ. Ông chỉ thẳng luôn, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa là giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Cái con người chết ở trong vòng 49 ngày á ông hai, thì 49 ngày đó quan trọng như thế nào? Bởi vì cái người chết ở trong vòng 49 ngày đó, thì bởi vì đến khi mà mình đã hợp đồng với gia đình đó, khi mới tắt thở không nên khóc lóc. Vì tắt thở cái thần thức còn nó chưa ra đi. Mặc dù chết cái xác nhưng mà cái thần thức còn nghe được. Khóc lóc rồi luyến luyến không đi được rồi mà làm khổ cho cái vong linh á. Không nên khóc lóc, trở ngại sự siêu thoát anh linh, nên bình tĩnh niệm Phật. Đến khi là hộ niệm cho tới 7 thất 49 ngày. Khi 49 ngày rồi xong nén thần thức mới ra khỏi được. Thành ra trong khi đó anh em tôi hộ niệm trong vòng là 10 tiếng hoặc 12 tiếng đấy, mới khám thầy tướng. Đảnh sanh thánh nè, nhãn sanh thiên, ngực sanh nhân, bụng á thì ngạ quỷ, bằng công súc sanh, đầu gối súc sanh bằng chân địa ngục. Thành ra con người mình khi hộ niệm được 10 tiếng hộ, mình cái thể tướng tốt rồi đó, mình khám thể tướng á. Nó thiệt với mấy cháu, hai cháu là đó tôi đi khám thì tướng bị mấy ổng nhiều khi nhát nhát không dám. Thường thường là cháu bây giờ nó lạnh như nước đá. Giao tôi khám không hoặc phần nhiều luôn, rất nhiều ca lắm, không biết bao nhiêu ca mà nói giao tôi không. Khi mà ấm lên đỉnh đầu mình thông báo mừng. Kinh Phật có nói đảnh sanh thánh. Đảnh sanh thánh. Thánh là cõi thánh là về cõi Phật coi. Còn bây giờ xuất hồn đây, tức nóng đây ha, là xuất hồn ở đảnh thì sanh thánh. Còn ấm ở đây xuất hồn ở ngực về có người. Còn nóng đây về ngạ quỷ, đầu gối, súc sanh bằng chữ địa ngục. Bị tôi nói thẳng luôn, mấy huynh đệ cháu biết Tư Rê không? Để nói thẳng luôn, nhắc có một chuyện tích. Tư Rê ngày xưa kia bà già ông đau cũng lâu năm á, mời tôi đến hộ niệm. Khi hộ niệm được 10 tiếng, 11 tiếng rồi mà nóng bụng nó về ngạ quỷ rồi. Thành ra cái bạn có phó bây giờ lợi. Ví dụ ngày nay là 3 giờ chiều nay để mà nhập quan, tức là liệm đó. Ông yêu cầu với đồng đạo tôi chịu khó qua ngày sau, tức đêm đó anh em tôi thức sáng đêm hộ niệm rồi khai thị pháp nguyện là sám hối nhiều đó cái năng nghĩ quan gia trái chủ. Sau cùng lại 3 giờ ngày sáng mới sau lên tới đây quá mực sanh tánh rồi trong thù biển A Quý. Thành ra ông rất mừng, đó là ngày Tư Rê chính thức rồi. Má Tư Rê tôi đã thực tế có tại sao sửa bản cáo phó lại là sao ông hai? Sửa bản cáo phó lại là sao? Bị gì các bạn phó là để làm chi? Đang trên nhìn biết cổng phố gia đình này là mấy giờ nhập quan liệm ta mới biết ta tới để ta tiếp mình, hoặc là mấy giờ đi chôn. Ví dụ như 3 giờ này là các bạn hóa lại đi nhìn ta biết á, để cho biết ngày giờ. Ví dụ ngày đó là ví dụ 3 giờ chiều này đang liệm cho ta biết, hoặc là qua ngày sau 9 giờ nhập đi chôn. Đó đơn vậy đó, tới cho ta biết đặng đến ta tham dự ta tiếp mình. Cáo phó này vậy đó. Cáo là cho biết khó này. Mấy con nghe ông qua. Hai nói là tại vì cái ông đó ông bị ấm bụng đó rồi ra sửa bản cáo phó lại đó. Rồi thì đó thì đã về tình nghĩa mình với ông Tư Rê thì chắc biết được tình nghĩa cũng như thân với nhau. Thì ông yêu cầu mình vậy đó, chịu khó thức đêm lợi hoặc để cũng như bàn với mình đang giúp giùm nha mà. Đó là tình nghĩa anh em đồng đạo nha. Thì đã đêm ra thức sáng đêm rồi là sám hối năng nỉ quan gia trở lại được kết quả tốt. Ông mừng lắm. Mình giúp gia đình, nhất là mấy cháu biết gia đình ta cần, mình phải giúp người ta mà giúp được người ta mừng lắm. Bây giờ ta đang thí dụ cháu biết đang đau, cháu giúp cho người ta thuốc uống ta mừng rồi phải không, hết bệnh. Rồi đang đói cho gạo ta ăn cho ta no ta mừng. Chuyện gì ở thế gian ta cần thì nên giúp, là đó là có cái công đức và phước tốt lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Người ta thì đều là tốt nhất, quý nhất cái thể là người ta không biết, ta cần mình nên cần giúp. Thì nhiều anh em cũng mến tụi cho đó, không làm thôi, làm nhiệt tình hết mình cháu ơi. Giúp người ta cần mình. Thường thì cái người chết là mấy tiếng mới sức được cái hồn? 8 tiếng mà hồn sắp lên mới có sức ra hồn. Chứ trong vòng chưa được, mới có 6-7 tiếng không nên đụng tới. Vì thần thức chưa ra đi đó cháu. Còn cái thần thức còn ở đó. Mình nói, các ngài nghe được và hiểu được, mình đụng tới thì không nên đụng tới, đau nhất còn đau nhất còn cảm giác vậy đó. Thành là nên cố gắng chỗ đó, nhớ điều đó nó quan trọng. Đó là của Phật dạy đó chắc.
thành mình làm theo vậy đó. Chứ mình không biết, không mới tắt thở thì ôm khóc hoặc là sửa tay chân là nguy hiểm lắm cho ông bà mình á. Cái đó là mình cản trở lại không hay? Cản trở sự siêu thoát linh, được giảng sanh mà làm vậy là chưa là trở lại liền đó, quay trở lại không được. Sao kỳ không hay? Bị về cái thần thức nữa, người ta còn ở đó đó mà cháu lại khóc lóc rồi quyến luyến là thứ nhất, thứ hai nó rờ đụng đó, nó đau nhất cơ thể, đau nhất và quyến luyến, thành đã chưa đi được, thành đã phải năn nỉ quan gia tới chủ và những lời giáng sinh của các ngài, yêu cầu các ngài để quan hệ nó mới được. Nam mô A Di Đà Phật. Là nếu như mà trong cái lúc mà người về mắt gần sức hồn ra thì được mang hồ niệm thì người đó có niệm Phật theo được không hay? Được, đó bị gì ta còn thần thức ta còn đó thì niệm theo mình mà. Nam mô Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Yeah. Niệm Phật đang tên niệm theo mình, bên ta còn cảm giác lên, còn cảm giác được tên niệm Phật theo mình. Đó giờ ông hai có niệm cái ca nào mà trong niệm Phật mà gên la khóc lóc rồi gì không hay? Có, cũng có một hai ca vô đầu tiên thì khóc lóc. Rồi mới ông hai mới tổ chức là sám hối á. Hồi đó là quan gia đó cháu, quan gia tới chủ đến nó đeo theo á. Thành ra mình lại được ba đợt năn nỉ quan gia mới êm. Thì nó vậy thôi, cũng có mà ít thôi, cái đó số ít, có một hai ca thôi, chứ phần nhiều mình đã năn nỉ quan gia cho chủ là sám hối rồi êm lắm, nó không có ít có bị trở ngại. Thì con cảm ơn ông hai đã chia sẻ về những việc mà nên tránh trong lúc mà ban hô niệm trợ niệm cho người lúc lâm chung, và chia sẻ về các pháp môn tịnh độ như thế nào. Con cảm ơn ông hai nha ông hai. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng còn nguyện trên Đức Phật độ cháu mạnh khỏe nha. Tinh tấn tu hành, hai ông cháu mình để ngày viên mãn về cực lạc gặp nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Trong chúng sanh nghị tận đu đầu về cực lạc mới là khổ cháu ơi. Rồi Đức Thầy nó môn tịnh độ là phương của cánh ráng phụng hành của phụ Phật xưa, là Nam mô A Di Đà Phật cho được giải thoát. Kế tiếp ao sen báo Tây phương đu nở, chờ chúng sanh nhập Phật chí tâm. Ở Tây phương chư Phật ngóng trong ngang, chờ bá tánh rủ nhau nhập Phật tới xưa. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên. Rồi mãn kiếp hồng trần sanh là quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Rồi hai ông cháu mình sau này gặp nhau cực lạc cháu ơi. Mình có duyên, mà duyên lành nữa được cùng điên chẳng qua kiếp trước, thiện duyên hữu phần, mình cần phải giao duyên với nhau đó, phải có duyên mới được, rồi mới gặp nhau, mới làm những điều tốt đó, để đó là có duyên. Mình cần giao duyên cháu ơi, chứ mình không có duyên thì không ai chịu làm chuyện nó gì.